Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Công an thành phố Vĩnh Yên và công an các huyện Yên Lạc, Sông Lô, Tam Đảo và Tam Dương tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020. 15 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2020. Tại buổi gặp mặt, công an các đơn vị cùng các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua và ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam, công an các đơn vị đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đặc biệt trên mặt trận giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lãnh đạo công an các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp tội phạm, triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, chống tham nhũng, buôn lậu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp này, các đơn vị đã quyết định khen thưởng tới các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và tặng quà tri ân cho thân nhân các gia đình chính sách. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi là bước nhảy vọt vĩ đại, đánh dấu một cuộc biến đổi sâu sắc, vô cùng to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Phá tan xiềng xích nô lệ của phát xít Nhật và ách thống trị của thực dân Pháp, lật đổ chế độ phong kiến, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là nhà nước kiểu mới, nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Từ đây, dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Những trang sử hào hùng đó là sức mạnh ý chí quyết tâm để thế hệ hôm nay tiếp nối công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam châu. Thời gian qua, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường đã tích cực thực hiện phong trào xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, tạo động lực để địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao. Những ngày này, không khí rộn ràng, náo nhiệt bao trùm lên các thôn xóm trên địa bàn xã Bình Dương. Nhà nhà, người người đều đang tất bật chung tay hoàn thành việc xây dựng rãnh thoát nước trong khu dân cư của mình. Người dân trong xã đều đồng tình hưởng ứng và sẵn sàng đóng góp công sức, tiền bạc để cùng chính quyền địa phương cải tạo môi trường trên địa bàn. Qua thời gian như vậy là vận động nhân dân thì được sự đồng tình của nhân dân. Nói chung là nhân dân cũng rất đồng tình ủng hộ cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để xây dựng cái rãnh thoát nước bảo vệ môi trường. Trong khi đó là qua cũng một thời gian họp bàn với các tổ ngõ thì nói chung là được sự đồng tình của nhân dân. Nói chung nhân dân đồng tâm nhất trí để đóng góp để xây dựng cái rãnh thoát nước, đồng thời là cải tạo cái đường giao thông nông thôn của thôn xóm xanh sạch đẹp. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, theo cơ chế tỉnh hỗ trợ 100% chi phí vật liệu cho hạng mục cống, rãnh thoát nước thải, người dân đóng góp tiền ngày công, thuê nhân công xây dựng, đổ bê tông mặt đường và hiến đất. Đến nay, xã Bình Dương đã xây dựng được 2,5 km rãnh thoát nước và cải tạo hơn 2,4 km nắp đậy rãnh thoát nước, với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng cùng hàng trăm ngày công lao động của nhân dân. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là hoàn thiện, quyết liệt là sẽ chỉ đạo để làm hoàn thành cái kế hoạch đã đạt được, và đồng thời là với những ngõ nào mới vẫn tiếp tục đăng ký thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là tuyên truyền vận động để hoàn thành kế hoạch đúng theo nghị quyết của đồng dân tỉnh trong năm 2020. Xã Bình Dương phấn đấu từ nay đến hết năm 2020, toàn xã xây dựng được khoảng 6 km rãnh thoát nước theo đúng chỉ tiêu đăng ký với huyện. Thông qua phong trào xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hương Bình Dương sạch đẹp, văn minh, đáng sống. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, công tác phòng dịch tại cộng đồng được các cấp chính quyền trong tỉnh kích hoạt trở lại. Người dân đã ý thức trong việc sử dụng các biện pháp phòng dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Nhiều ngày trước, khi còn đang trong thời gian cách ly tại nhà, gia đình chị Trịnh Thị Hồng Thắm, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô đã chấp hành nghiêm túc các quy định về cách ly với cộng đồng. Mặc dù 14 ngày qua, mọi sinh hoạt của gia đình chủ yếu bó hẹp trong căn nhà cấp 4, nhưng với trách nhiệm cùng cộng đồng,
gia đình vui vẻ chấp hành. Tôi thì nhận thức rất là rõ vì đây là cái thời gian cách ly thì không chỉ tốt cho gia đình tôi mà còn rất tốt cho sức khỏe cộng đồng. Vì qua các phương tiện thông tin đại chúng thì tôi nhận thức rất là rõ cái tình trạng nguy hiểm của cái virus SARS-CoV-2 là nó có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng, cho nên là tôi cũng thực hiện rất đúng cái chủ trương và cái quy định của cán bộ y tế của bên chính quyền. Trước những diễn biến khó lường của đợt dịch bệnh COVID-19 lần này, hầu hết người dân đã chủ động đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường hay khi tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên, để người dân luôn ý thức, không lơ là chủ quan trước dịch bệnh, các cấp các ngành ở cơ sở đã tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch. Trong khu vực người dân và các nơi công cộng thì lực lượng công an chúng tôi có phối hợp cùng với lực lượng y tế có đo thân nhiệt và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và đặc biệt là tránh tiếp xúc với những người mà đi từ các vùng dịch về. Tăng cường cái giám sát sàng lọc cộng đồng, nắm bắt chắc các đối tượng mà đi về từ các vùng có dịch, đặc biệt là Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh lân cận có nghi ngờ. Đặc biệt chúng tôi phối hợp với công an rà soát nắm bắt chắc các đối tượng mà nhập cảnh rồi thì đến từ những cái tỉnh này mà không khai báo thì có biện pháp kiên quyết để xử lý. Trong khi cả nước đã có hàng trăm người bị lây nhiễm tại cộng đồng trong một thời gian ngắn, nhưng nhiều người dân trong tỉnh vẫn lơ là chủ quan trong việc phòng dịch bệnh cho bản thân. Do vậy, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, cùng với các biện pháp quyết liệt của chính quyền các cấp, mỗi người dân cần tự ý thức và chủ động phòng bệnh cho mình, góp phần bảo vệ cộng đồng trước đại dịch. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Tam Dương xảy ra 4 vụ cháy nhà xưởng, cơ sở sản xuất. Tuy thiệt hại không lớn, song chủ cơ sở sản xuất kinh doanh không được phép chủ quan lơ là trước giặc lửa. Đây là hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất nghiền quế ở xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, xảy ra ngày 12 tháng 8. Nguyên nhân được xác định do chập điện dẫn đến cháy kho lá quế. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại lớn về tài sản, song đã thiêu rụi nhiều nguyên vật liệu trong xưởng. Trên địa bàn xã Hướng Đạo thì chỉ có một xưởng sản xuất hương quế và cái công tác phòng cháy chữa cháy này thì hộ dân thì cũng đã thực hiện, thế nhưng tuy nhiên là cũng chưa được đầy đủ các phương tiện chữa cháy. Thì qua đây thì cũng thấy rằng là cái ý thức phòng cháy chữa cháy của nhân dân vẫn còn chưa được nâng cao. Trong thời gian tới thì địa phương sẽ tích cực tuyên truyền nhân dân để nêu cao cái tinh thần cảnh giác về phòng cháy chữa cháy. Đối với các nhà xưởng nơi tập trung nhiều máy móc thiết bị sản xuất và các loại hàng hóa dễ cháy như lá cây, gỗ, bông, vải sợi luôn tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy. Do vậy, bản thân chủ cơ sở và mỗi công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực nhà xưởng cần nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy. Từ những vụ cháy trên thì công an huyện chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện để nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy cháy. Từ đó thì chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch tổ chức kiểm tra, nhắc nhở những cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện để thực hiện tốt những cái nội quy an toàn phòng cháy cháy để không xảy ra cháy nổ trên địa bàn. Cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy nhận thức đúng đủ về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đối với vấn đề phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa quan trọng nhằm phòng ngừa các sự cố về cháy nổ, chủ động xử lý kịp thời, hạn chế được thiệt hại do cháy gây ra. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các hộ gia đình đang có người cách ly y tế tại nhà thực hiện tốt các điểm sau đây. 1. Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. 2. Lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa, nơi ở, nơi lưu trú hàng ngày bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử trùng. 3. Cung cấp suất ăn riêng cho người được cách ly. 4. Thông báo ngay cho nhân viên y tế sở tại khi người được cách ly tự ý rời khỏi khu cách ly hoặc có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, đau họng, khó thở. 5.
không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi cư trú. 6. Giúp đỡ động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian cách ly. Liên hệ với đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 để được tư vấn khi cần thiết. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. https://bluezone.gov.vn